Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Thưa các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái vấn đề về là mình phải làm gì khi mà bất ngờ bị mất điện trong căn nhà của bạn. Thưa các bạn, trong đời sống bây giờ đó thì mình xài điện rất là nhiều. Những cái thiết bị trong gia đình thì nó rất là nhiều thứ cần đến xài điện. Do đó mà nếu mà bất ngờ mà bị mất điện đó thì mình phải có một cái cách xử lý nó nhanh chóng để nó không gây ra những cái tác hại mà hoặc là những cái khó chịu cho cái công việc và cũng như đời sống của mình ha. Thì mất điện đó thì có thể nói là mình chia ra là có 5 trường hợp. Thì mình cần phân biệt rõ là những cái trường hợp đó cụ thể như thế nào mà mình xử lý cho nó đúng ha. Còn nếu mà mình không có xử lý nó đúng cái cách đó, thì nó có thể bị mất thời gian hơn và nó không đem lại cái kết quả như là mình mong muốn. Cái trường hợp thứ nhất đó là nó mất điện tại một cái thiết bị duy nhất thôi. Ví dụ như là một cái quạt bạn đang xài thì bất ngờ là nó không quay nữa, hoặc là một cái đèn đang sáng mà nó tắt. Thì mình nhận biết cái trường hợp này đó là mình thấy những cái đèn khác vẫn sáng mà chỉ có một cái đèn duy nhất không sáng, hoặc là một cái quạt mà mình đang xài ở gắm cái ổ cắm này mà nó không quay, thì mình đem nó qua cái ổ cắm khác. Nếu mà qua cái ổ cắm khác mà nó vẫn không quay thì mình biết là cái quạt đó nó bị hư ha. Trường hợp đó thì mình dễ xử lý thôi, thì mình biết rõ là cái thiết bị đó hư hoặc là cái ổ cắm đó nó hư duy nhất một cái thiết bị đó. Còn trường hợp thứ hai đó là nó mất điện một phần trong cái căn nhà bạn. Ví dụ là nó mất điện trong cái phòng của bạn. Những cái phòng khác thì vẫn có. Hoặc là nó mất điện ở một tầng lầu 1, còn những cái tầng khác thì vẫn có. Thì cái trường hợp đó thì có thể là nó bị đứt cầu chì hoặc là nó nhảy CB của cái phòng đó hoặc là cái tầng đó ha. Thì cái đó thì mình sẽ biết vậy đó, thì mình nhận biết được là bằng cách là những cái khu vực khác nó vẫn có mà chỉ có một cái khu vực này không có, thì mình sẽ sửa chữa ở cái khu vực đó. Trường hợp thứ ba đó là nó mất điện cả cả một cái căn nhà. Thì thường là khi mà nó mất điện cả một cái căn nhà đó thì nó sẽ có một cái nó có thể là nó do chập mạch. Thì mình nhận biết là có khi nó nghe một cái tiếng nổ, một cái tiếng bộc một cái, hoặc là khi mà mình sử dụng cái thiết bị nào nó bị quá tải hoặc là nó bị chập mạch đó, thì mình nghe tiếng nó nổ bộc một cái là nó mất điện luôn. Thì mình sẽ kiểm tra bằng cách là mình đi xuống đi đến cái chỗ mà cái CB tổng của cái nhà đó. Thì trong cái CB tổng đó, nó có thể là nó mỗi nhà nó có những cái khác nhau, nhưng mà đại loại là nó như thế này ha. Thì các bạn xuống đó xem, và nếu như mà cái CB tổng này nó bị nhảy xuống như vậy thì mình sẽ đặt gạt nó lên lại ha, thì nó sẽ có điện lại. Còn nếu như mà các bạn thấy nó vẫn không có nhảy xuống mà nó vẫn là ở cái tình trạng như như là ở phía trên,
mình phải sử dụng đến cây bút thử điện ha. Các bạn chích vào những cái lỗ nè, phía bên trên hoặc là phía bên dưới này. Nếu như mà mình thấy nó có cái đèn đỏ ở trong cái cây bút thử điện á, thì mình biết rằng là do trong nhà cái lỗi xảy ra là do ở trong nhà của mình. Thì mình kêu thợ điện đến sửa chữa. Còn nếu mà bạn khi mà nó cúp điện nguyên căn nhà của mình đó, mà mình thử những cái lỗ này mà nó vẫn không có sáng đèn của cái bút thử điện đó, thì cái đó là nó do cúp điện từ phía ngoài nhà của bạn. Thì cái đó thì mình phải kêu bên điện lực nó sửa chữa ở phía bên ngoài. Thì còn một cái trường hợp nữa đó là cúp điện toàn bộ cái khu vực của cái trong cái nhà của bạn, tức là ngoài nhà bạn ra thì những cái nhà khác xung quanh mình đều cúp, thì cái trường hợp đó thì do những cái sự cố, ví dụ như là có hỏa hoạn hay là người ta sửa chữa đường dây, hoặc là những cái ngày mà mưa bão thì nó làm đứt dây điện ở ngoài. Thì cái đó thì mình phải chờ ở bên điện lực của nhà nước họ đến xử lý. Thì thưa các bạn, trên đây thì mình chia sẻ với các bạn cái cách nhận biết là nguyên do từ đâu mà nó mất điện ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Mình hy vọng là cái video này nó giúp ích được cho các bạn. Rồi, các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Thì các bạn cũng có thể ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ cái video này cho mọi người cùng xem. Rồi.